Tháng rưỡi hay là 2 tháng rồi đấy, không gặp nhau. Я не знаю, вы прям растете на глазах, у вас каждый раз все больше и больше. Tôi thấy rằng là các bạn như lớn lên từng ngày từng giờ ấy. Если таким темпом расти, то уже через год вам будет не хватать этого места. Nếu như mà cứ tốc độ như thế này á, thì năm tới này các bạn sẽ phải có một cái nhà to hơn. Слава Богу. Vâng, ngợi khen Chúa. Давайте мы помолимся перед тем, как прийти к Слову Божьему. Vâng, trước khi chúng ta đến với lời Chúa thì chúng lẽ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Отец небесный, мы просим тебя. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con cầu nguyện với Ngài. Сегодня послал нам Духа Святого. Để cho Ngài sẽ ban cho chúng con Chúa Thánh Linh ngày hôm nay. Мы просим тебя, чтобы Дух премудрости и откровения. Chúng con cầu xin thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra. Просветил очи нашего сердца. Để chiếu mở mắt lòng của chúng con ra. Господь, сделай наши уши открытыми. Chúa ơi, hãy làm cho tai của chúng con cũng được cởi mở và mắt của chúng con cũng được nhìn thấy lời của Ngài. Chúng con cần có ân điển của Chúa để có thể lắng nghe được lời của Ngài. Chính vì vậy mà chúng con cầu nguyện xin Chúa, hãy để cho ân điển của Ngài giáng xuống để chúng con luôn được tập trung tới những lời, tới những điều mà lời của Ngài muốn nói với chúng con. Chúng con tôn vinh Ngài trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Слава Господу. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Hallelujah. Amen. Сегодня я хотел бы поделиться с вами нечто то, что касается нашей духовной жизни. Ngày hôm nay ấy, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một trong số những cái điều liên quan đến đời sống tâm linh của chúng ta. Amen. Ну, во-первых, я как бы хотел сделать такой комплимент. Nhưng đầu tiên ấy, thì тôi muốn có lẽ là một cái lời khen như thế này đã. Значит, так легко проповедовать вам. Bạn biết không, đối với các bạn ấy, thì truyền giảng có vẻ như rất dễ. Amen. Вы просто какие-то такие, как, ну, хотел сказать, вампир. Вы как выкачиваете из-за жажды. Các bạn có một lòng rất lắm лòng khát khao và các bạn như là như cuốn hút từ những cái gì mà tôi muốn nói ra, các bạn tiếp nhận nó giống như một cái tấm bọt biển hút vào ấy. Và tôi nghĩ rằng ấy, có lẽ là cần phải như vậy đối với lời của Chúa. Đừng bao giờ xảy ra cái cảnh đó là chúng ta cảm thấy no đủ lời Chúa rồi. Và ngày hôm nay thì thế giới ấy, nó có một cái tiện nghi là thế này, bạn có thể mở YouTube ra và có thể nghe được bất kỳ lượng bài giảng của bất kỳ một ai. Và đôi khi có một cái cám dỗ rằng không cần phải đến hội thánh vẫn có thể nghe được lời Chúa. Và có nhiều người lại làm như thế. Họ ngồi ở nhà, bắt đầu có rất nhiều kênh của nhiều những nhà truyền giảng khác nhau, hết xem người truyền giảng này đến xem người truyền giảng khác. Và ngợi khen Chúa thì cái thời kỳ như thế này để chúng ta có đa dạng. Но есть очень важный момент, это называется эффект присутствия. Nhưng có một cái rất là quan trọng, đó là cái hiệu ứng của sự tập trung, có nghĩa là khi chúng ta nhóm nhau lại. Эффект присутствия ты можешь добиться только тогда, когда ты приходишь. Cái hiệu ứng đó, nó là khi chúng ta nhóm nhau lại trong hội thánh, thì khi đó chúng ta mới có. Amen. Поэтому это очень важно ходить в церковь. Cho nên cái điều rất là quan trọng là chúng ta đến với buổi nhóm. Очень важно быть жаждущим по слову Божьему. Rất là quan trọng nữa là chúng ta khát khao lời Chúa. Amen. И я хотел бы начинать свою проповедь с послания к евреям. Tôi muốn mở đầu cái bài giảng ngày hôm nay từ trong sách Hebrew. Пожалуйста, откройте послание евреям. Как бы мы сейчас Hebrew ra. Слава Господу. И мы будем читать с вами шестую главу. Và chúng ta sẽ xem trong chương 6. С первого стиха. Từ câu 1. Amen. Здесь автор послания к евреям говорит следующие слова. Ở đây á, thì tác giả của cuốn sách này thì nói những cái lời như sau. Он говорит, поэтому, оставив начатки учения, поспешим к совершенству. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ. Amen. Видите, все послания и апостола Петра, и апостола Павла.
Bạn biết không, có tất cả các thư tín của sứ đồ Phao-lô hay là sứ đồ Răng, они пронизаны одной идеей, чтобы нам возрастать в благодати Божией. Để các cái sứ các cái thư tín đó nó như là ở trong một cái ý tưởng để làm sao chúng ta cùng lớn lên trong lời Chúa. Amen. Вы знаете, мы родились свыше с вами. Bạn biết không, chúng ta đã được tái sinh. Но мы не можем остаться на одном уровне постоянно. Nhưng chúng ta không thể mà chỉ dừng lại ở một cái điểm mãi mãi như vậy. Бог так определил, чтобы мы росли с вами духовно. Chúa đã định trước cho чтобы мы росли с вами духовно. Được tăng trưởng. Amen. И поэтому есть временные критерии, когда мы должны расти. Cho nên có những cái giai đoạn hay là có những cái tiêu chuẩn thuộc về thời gian để đánh dấu là chúng ta lớn lên như thế nào. Иногда смотришь на христианина, он уже 10 лет спасен, но он ведет себя как ребенок. Đôi khi rất là tiếc khi chúng ta nhìn thấy có những tín đồ họ tin Chúa 10 năm rồi nhưng mà họ sống như là một đứa trẻ vậy. Amen. Библия говорит нам, чтобы мы возрастали в Иисусе Христе. Nhưng Kinh Thánh đấy thì nói rằng là chúng ta cần phải lớn lên đạt được vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. И поэтому я сегодня хотел бы коснуться одного очень важного аспекта духовной зрелости. Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ động chạm vào một khía cạnh rất là quan trọng về sự tăng trưởng thành của đời sống tâm linh. Amen. Потому что когда ты уже долгое время спасен. Đó là khi mà bạn đã được cứu lâu rồi. Когда ты уже, может быть, даже имеешь какое-то служение в церкви. Thậm chí bạn có một cái chức vụ nào đó, một mục vụ nào đó trong hội thánh rồi. И ты растешь в этом служении, становишься лучше и лучше. Và trong cái mục vụ đó, bạn cứ bắt đầu tăng trưởng, cứ lớn dần lên. Amen. Мы очень часто забываем про личный духовный рост. Và thường thì chúng ta quên đi, mất cái sự tăng trưởng cá nhân. Мы забываем про личную духовную зрелость. Chúng ta quên mất cái sự tăng trưởng, sự trưởng thành thuộc linh cá nhân của chúng ta. Bạn biết không, có một cái nghịch lý như thế này. Bạn có thể trở thành một người phục vụ rất là tốt, thậm chí một mục sư rất là tốt, có thể là một người truyền giảng rất là tốt, hay là một người phục vụ cho các đoàn rất là tốt. Ты постоянно развиваешься в своем служении, которое Бог дал тебе. Và trong cái mục vụ đó, bạn luôn luôn tăng trưởng, phát triển về cái nghiệp vụ của mình. Но в своем личном хождении перед Богом. Nhưng cái đời sống riêng tư cùng với cả Chúa đó. Ты становишься таким, ты постоянно младенец. Thì bạn đã dừng lại, bạn luôn ở giống như là một đứa trẻ. Amen. Иногда ты встречаешь проповедника. Đôi khi bạn gặp một số những người giao giảng tin lành. Но он ведет себя как ребенок. Và thấy rằng họ hành xử như là một đứa trẻ vậy. Amen. И сегодня я хотел бы сосредоточить именно как мы можем лично ходить перед Богом. Và ngày hôm nay đấy thì tôi muốn nói với cả các bạn rằng là chúng ta có thể có một đời sống riêng tư đi cùng với Chúa như thế nào. Как мы можем лично духовно быть зрелыми христианами? Chúng ta có thể trưởng thành tâm linh như thế nào? Amen. И, конечно, один из самых важных таких показателей нашей духовной зрелости. Và tất nhiên một trong những cái tiêu thước đo rất là quan trọng về nói đến đời sống tăng trưởng của chúng ta. Они записаны в послании Галатам 6 главе. Ở trong sách Galati chương 5. Все вы помните 9 плодов Святого Духа. Các bạn đều nhớ 9 cái bông trái của Đức Thánh Linh đúng không ạ? Кто из вас помнит 9 плодов Духа? А, cho các bạn nhớ 9 bông trái Đức Thánh Linh. Amen. Кто-то может быть наизусть может, кто-то нет. Vâng, có thể ai đó là được dẫn ra học thuộc lòng, nhưng mà ai đó chưa học thuộc lòng được. Вы понимаете о том, что это такой духовный ориентир, по которому мы с вами ориентируемся, чтобы быть похожим на Иисуса. Và bạn biết không, đó là có những cái điều mà chúng ta cần phải tập trung vào để trở lên giống Chúa Giêsu. Amen. И если у тебя еще нету этих плодов, và nếu như các bạn không có những bông trái đó, то тебе необходимо эти плоды взращивать в своей жизни. Thì bạn cần phải làm sao trồng cái bông trái đó để nó có trong đời sống của các bạn. Nếu như bạn không khiêm nhường, нужно учиться быть долготерпеливым. Thì bạn cần phải làm sao học cách nhịn nhục. Amen. Если ты постоянно попадаешь в депрессию, nếu như luôn luôn bạn cảm thấy bị bức bối, нужно быть радостным. Thì bạn cần phải trồng có cái bông trái vui mừng. Amen. Необходимо быть кротким перед Богом. Hay là bạn cần phải có một cái thái độ khiêm nhường trước mặt Chúa. И это все духовный ориентир, в котором мы должны ориентироваться. Thì cái đó là những cái nhìn tập trung mà chúng ta cần phải tập trung vào đó. Amen. Но сегодня я также хотел бы еще некоторые моменты упомянуть. Và ngày hôm nay tôi muốn nhắc một vài điểm. О том, как мы можем
можем быть духовно зрелыми в нашем хождении с Богом? Là làm sao chúng ta có thể được tăng trưởng trong đời sống riêng tư của chúng ta với Chúa? И теперь послушайте сейчас, это важно. Và bây giờ các bạn nghe này, điều này quan Потому trọng. Потому что духовная зрелость. Bởi vì cái sự trưởng thành tâm linh. Она не проявляется в нашем чтении Библии. Nó không xuất hiện khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh đâu. Оно не проявляется в нашем знании. Nó cũng không xuất hiện trong cái tâm trí của chúng ta đâu. Amen. Оно не проявляется в том, какую ты библейскую школу закончил. Nó cũng không xuất hiện khi мà bạn học xong trường Kinh Thánh nào đó đâu. С кем ты сфотографировался? Hay là bạn selfie cùng với cả ai? Некоторые говорят: "О, я с этим пастором сфотографировался". Có đôi khi mọi người có ai đó lại bảo: "Ôi, tôi vừa chụp selfie với mục sư nào đấy". Теперь я вот такой. Và bây giờ tôi là người như thế này, có ai nói tầm mục sư này. Это вообще не является никаким определением. Cái đó nó không có ý nghĩa gì đâu. Твоя духовная зрелость. Nó không liên quan đến cái đời sống trưởng thành tâm linh của bạn. Определяется отношением к каким-либо вещам. Nhưng đời sống tâm linh của các bạn được xác định rằng cái thái độ của bạn đối với cả một vài sự việc nào đó. Вы понимаете? Các bạn nhớ này. Отношение к людям. Thái độ của các bạn đối với cả mọi Потому người. Иногда я встречал человека. Bởi vì đôi khi tôi gặp một số người. Который имеет плод духа – это верность. Họ có một cái trái bông trái đó là sự trung tín. Amen. Он верен своему лидеру. Anh ấy rất là trung tín với cả người lãnh đạo của mình. Он почти поклоняется ему. Thậm chí giống như thờ phượng cái người lãnh đạo đấy. Ôi, anh kêu là mục sư yêu quý. Tôi rất là quý trọng mục sư. Tôi sẽ là trung tín với cả mục sư đến cuối cùng. Nhưng mà sau đó khi anh ta quay đến một con người khác, thì anh ra lại bắt đầu hạ thấp con người này. Thì vậy sự trung tín ở đâu? Cái sự trung tín hay là sự trưởng thành tâm linh của các bạn bao giờ nó cũng xuất hiện ở trong mối trong cái thái độ của bạn đối với cả người khác. Cho nên chúng ta cùng nhau xem. Vậy cái sự trưởng thành tâm linh của chúng ta nó được bày tỏ ra bằng những cái bằng cách nào, những khía cạnh nào? Và cái thứ nhất в том, чтобы мы не судили. Đó là nó được bày tỏ ra ở chỗ là chúng ta không phán xét người khác. Не судили. Không phán xét người khác. И сейчас я хочу несколько пунктов вам дать. Và bây giờ tôi muốn cho các bạn một vài mục. Потому что это важная часть нашей жизни. Để các bạn thấy rằng đây là điều quan trọng trong đời sống của chúng ta. Умение не осуждать человека. Nếu chúng ta biết cách để không phán xét người khác. Amen. И первое место писания, которое я хотел бы открыть. Cái chỗ Kinh Thánh đầu tiên mà tôi muốn mở ra cùng với cả các bạn. Римлянам 14 глава 13 стих. Roma chương 14 câu 13. Римлянам 14 глава 13 стих. Roma. Amen. Римлянам 14:13. Chương 14 câu 13. Здесь написано: не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как не подавать брату в случае к преткновению или соблазну. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình và đừng làm dịp cho người khác sa ngã. Amen. Смотрите, это важный принцип. Các bạn đấy, đây là một nguyên tắc rất là quan trọng. Сила духовной зрелости. Cái sức mạnh của sự trưởng thành tâm linh. Зависит от того, могу ли я судить или не могу. Nó phụ thuộc vào chỗ đó là tôi có thể phán xét hay là tôi không thể phán xét người khác. Например, ví dụ như thế này. Когда мы говорим о церкви с вами. Khi mà chúng ta nói hội thánh. Видите, мысль такая, что вы не единственная церковь в Ханое. Thì chúng ta cần phải nhìn thấy rằng chúng ta không phải là hội thánh duy nhất có mặt ở Hà Nội. Вы знали об этом? Các bạn có biết điều này không ạ? Это так, амен. Đấy, nó sự thật là như вậy. Есть еще, не знаю, по крайней мере, сотни церквей. Thậm chí ở tại Hà Nội có hàng trăm hội thánh khác. Которые по-другому поклоняются Богу. Mà họ cũng thờ phượng Đức Chúa Trời. Которые по-другому собирают пожертвования. Họ cũng là những người dâng hiến, thu dâng hiến. Может быть, они что-то делают еще по-другому. Mà có thể họ làm cái đó theo một cách khác nào đó. Они другие. Họ có vẻ như không giống bạn. И моя ответственность. Nhưng cái trách nhiệm của tôi. Научиться принимать их такими, какие они есть. Đó chính là tiếp nhận họ giống như là họ đã có. Amen. Вы слышите меня? Bạn hiểu tôi không ạ? Amen. Поэтому здесь апостол Павел говорит. Chính vì vậy mà ở đây sứ đồ Phao-lô có nói rằng.
Не надо друг друга судить. Đừng có phán xét ai. Аминь. Да, мы разные с вами. Đúng, chúng ta khác nhau lắm. Аминь. Даже если я не понимаю то, что там происходит. Và thậm chí không hiểu rằng họ đang làm cái đó là như thế nào. Я не имею права судить. Nhưng tôi không có quyền phán xét người ta. Аллилуйя. Аллилуйя. Очень хороший пример. Một trong những cái ví dụ rất là hay. Аминь. Записан в, мы не будем открывать это место писания, записан в Деяния 11 главе. Viết ở trong sách Công vụ các sứ đồ chương 11. Варнава приходит из Иерусалима в Антиохию. Đó là khi Barnaba đi đến thành Antioch. И теперь антиохийская церковь состояла в основном из язычников. Và bạn biết không, hội thánh Antioch đấy là hội thánh đa số trong thành viên họ là những người ngoại. А Варнава, он выходит из такой самой лучшей церкви. Và Barnaba thì lại đi đến xuất hiện từ đến từ một thành đến một, một cái hội thánh gọi là tốt nhất. И вот он попадает в другую структуру. Và bây giờ ông đến hội thánh này và đến một cái cơ cấu hoàn toàn khác, tổ chức hoàn toàn khác. Và bạn biết ông ấy thấy điều gì không? Ông ấy thấy rằng ở đấy mọi cái đều khác. Người ta thờ phượng Chúa khác này. Người ta làm mọi cái khác này. Họ làm cái gì cũng khác. Và bạn biết điều gì không? Và Barnaba không nói rằng thế này. Ở tại thành Jerusalem ấy, hội thánh ở tại Jerusalem làm như thế này. Hội thánh Jerusalem không làm giống như các bạn. Ông không nói như vậy. Ở đây ấy, thì Kinh Thánh nói rằng ông ấy nhìn thấy ân điển của Chúa ở trên hội thánh. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng có một vài việc lúc bây giờ nó xảy ra như vậy, đó là bởi vì cái văn hóa nó khác. Khi tôi bắt đầu đi xe máy ở tại đây á, bạn biết không, thời kỳ đầu tôi tức giận lắm. Tôi đang đi bỗng nhiên có ai đó tạt đầu. Và tôi bắt đầu đứng lên bảo nói đi như thế à. Và tôi thậm chí còn bị ức chế nữa. Và đến thậm chí cuối ngày tôi phải hát những bài dân ca của Nga để cho các bạn. Và tôi bắt đầu đi và tôi bắt đầu hát ôi băng giá ơi băng giá. Bởi vì cả ngày lúc nào cũng gặp cái cảnh người ta tạt đầu tạt đuôi mình. Và tôi muốn hỏi tại sao họ lại đi buồn cười thế? Tại sao họ lại đi đèn đỏ họ vẫn đi? Và tại sao xe ô tô lại đi không nhường xe? Và không được làm như vậy, không được đi như vậy. Nhưng về sau này á, khi mà tôi đã trở lên sống ở đây rồi ấy, thì tôi bắt đầu hiểu. À, tại sao họ lại làm như vậy? À, tại sao lại xảy ra như thế? Bởi vì cái xe ô tô kia mà nó cứ nhường ấy thì chẳng bao giờ nó đi sang đường bên kia. Ở đây có một cái quyền, có một cái điều rất hay là ai một cái xe to thì người ấy khỏe hơn. Amen. Это такой пример, да? Đây, đây là một cái ví dụ như vậy, một cái ví dụ như thế, một câu chuyện vui. Но когда ты живешь здесь, nhưng mà khi mà bạn sống ở đây á, ты понимаешь, вот почему. Bạn cũng hiểu rằng, à, tại sao nó lại là như vậy? Я помню, как мне Бог сказал, когда я уезжал отсюда в 15-м году. Vào năm 2015 tôi nhớ có một lần Chúa nói với tôi. Я услышал, как Господь сказал. Tôi thậm chí nghe như là Chúa phán vào tai tôi vậy. Нет, не суди их так строго. Nói rằng là đừng phán xét họ một cách nghiêm khắc như thế. Họ cần phải tự học trên cái lỗi lầm của mình. Bạn hiểu không? Да, конечно, если есть вопросы в теологии, в доктринах. Vâng, nếu như mà vấn đề nó thuộc về giáo lý hay thuộc về những cái gì thuộc về thần học ấy, очень часто, thì lại là chuyện khác. Мы судим не доктрины. Nhưng mà thường ấy thì chúng ta lại không phán xét về cái giáo lý. Что мы не понимаем. Nhưng chúng ta thường thường ấy phán xét về những cái mà chúng ta không hiểu. И послушайте, это очень важно. Và bạn biết không, cái điều này rất là quan trọng. Для того, чтобы тебе дать свободу другому человеку. Để cho bạn có thể đưa cái sự tự do cho người khác ấy, тебе нужно самому быть свободным. Thì chính bạn cũng cần phải có một sự tự do ở trong lòng đã. Amen. Потому что ничего не может быть как ты хочешь. Bởi vì chẳng có điều gì xảy ра giống như là bạn muốn cả đâu. Тебе нужно привыкнуть к тому, что есть разные церкви. Và bạn cần phải quen rằng là có rất nhiều hội thánh khác nhau, một да sự thật như vậy. Похожи на тебя. Thậm chí các hội thánh đó là không giống bạn. Но тебе нужно научиться принять эти. Nhưng mà bạn cần phải học cách tiếp nhận các hội thánh khác. Не судить этих людей. Đừng phán xét người ta. Amen. Вы со мной сейчас? Bạn có cùng với tôi không? Amen. Слава Господу. Lạy khen Chúa. Второе. Điều thứ hai.
Не судите служение других людей, если вы не знаете. Đừng có phán xét cái mục vụ của người khác nếu như bạn không biết về mục vụ đó. Знаете, сегодня bạn biết không? Не знаю, как во Вьетнаме, наверное, это ещё не пришло. Tôi không biết rằng ở Việt Nam cái này đã đến chưa. Но есть русскоязычные YouTube каналы разные. Nhưng mà trong cái kênh YouTube của Канада của người Nga. Как соберутся вместе, так и начинают судить друг друга. Thì họ bắt đầu nhóm nhau lại và đồng đầu họ bắt đầu cáo đoán xét người nọ, đoán xét mục vụ kia. Cái này làm như thế này, cái kia làm như thế kia. Họ cứ đoán xét nhau như vậy. Có một lần tôi nghe. Tôi bảo, ôi, thôi tôi không muốn nghe nữa. Thậm chí tôi không muốn một chút nào. Bởi vì thay vào cái chỗ đem lại ân điển thì mình lại đem đến sự đoán xét. Và ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái việc tương tự như vậy. Chúng ta bắt đầu đoán xét những cái điều mà chúng ta thậm chí chưa biết về nó. Và sứ đồ Phaolô cũng đã gặp phải cảnh như thế này. Bạn biết không, có rất dễ dàng đeo một cái biển nào đó cho một người nào đấy. Cho một cái, gọi là đeo một cái biển nào đấy. Ôi, mục sư Hải. Tôi biết ông ấy rồi. Ông đã nói cái này. Ông ấy đã nói cái người cho về cho cái người này nói về cái người kia nói về cho người kia. Và ở ngoài kia thì người ta nói về ông ấy thế này. Bạn biết không, khi đó nảy sinh ra một câu hỏi. Bạn đã nghe thì ông ấy nói chưa? Bạn đã nghe thấy và bạn đã biết cái điều đó không? Bạn biết không, tôi đã được nghe rất nhiều những cái điều mà người ta nói đang nói xấu. Nhưng mà khi tôi bắt đầu gặp gỡ con người đó trực tiếp, tôi bắt đầu hỏi họ, cái này cậu đã nói chưa? Thì họ bắt đầu ngạc nhiên. Và tại sao cái điều đó, ở đâu cậu lấy đâu ra cái điều đó? Tôi thậm chí chả hiểu cái điều đó là nói như thế nào. Bởi vì quỷ, nó là nó là một cái gọi là chuyên gia để gây cái sự chia rẽ trong số anh em. Cái nhiệm vụ của quỷ đấy là nhiệm vụ chính của nó. Tôi đã nghe được rất nhiều. Người ta nói rằng ôi, người kia nói thì anh kia nói này, người kia nói cái nọ, người kia nói thế kia này. Và bạn thấy không, có rất nhiều người họ phải khổ vì cái điều đó. Bởi vì họ bị lừa dối và người khác cũng bị họ lừa dối, có nghĩa là họ bị lừa dối lẫn nhau. Bạn hiểu tôi không ạ? Amen. Đừng bao giờ cáo xét, đừng bao giờ phán xét người khác, cáo trách người, phán xét người khác nếu như bạn không biết. Amen. Давайте мы посмотрим 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Bạn xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Chương Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 5. Amen. Вам интересно? Вам интересно? Các bạn chủ đề này các bạn có thể thích không? Ok. 1 Коринфянам 4:5 написано. Посему не судите прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и когда каждому будет похвала от Бога. Vậy chớ xét đoán сớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Các bạn nhìn thấy đó. Kinh Thánh nói rằng đừng có phán xét trước kỳ. Bởi vì đôi khi bạn biết không biết động cơ để cho trong lòng con người ta khi người ta làm cái việc đó là tại sao. Ôi, anh biết không, anh này anh rời hội thánh này đến hội thánh kia, lo là là ôi anh ta gọi nổi loạn. Làm sao bạn biết được cái điều đó? Tại sao mà anh biết được điều đó? Điều gì đã xảy ra với anh ta và sao biết được? Tại sao anh đã được treo trên người ta một cái biển như thế được? Bạn thậm chí không có quyền mà bạn phán xét như vậy. Bạn hiểu tôi không? Cho nên đừng phán xét trước. Đôi khi chúng ta không thể biết được là cái động cơ trong lòng con người ta, tại sao lại người ta lại hành động như vậy. Chỉ có thời gian mới chỉ cho chúng ta biết rõ tại sao cái điều đó lại xảy ra như vậy.
Это духовная зрелость. Đấy chính là nói đến sự trưởng thành về tâm linh. Amen. Я столкнулся с этим сам. Tôi cũng đã gặp phải cái cảnh đó chính bản thân mình. Потому что когда мне Бог сказал уходить, выходить. Bởi vì khi mà Chúa nói với tôi rằng cần phải đi ra khỏi chỗ này đến chỗ kia. Я увидел, как некоторые мои друзья. Thì tôi cũng нhìn thấy có một số người gọi là bạn bè của tôi trong cái dấu ngoặc như này. Họ thậm chí như là từ chối tôi, họ мы знаем, что он такой. Họ bảo tôi biết cậu ấy rồi. Tôi thậm chí còn nghe thấy người ta bảo rằng là cậu đấy nguy hiểm lắm, đừng nói chuyện với cậu đấy. Bạn biết không, cái điều đó rất là nguy hiểm. Bởi vì bạn không biết tại sao cái điều đó xảy ra. Nhưng mà bạn đã bắt đầu treo một cái biển vào đó rằng là cái người này nguy hiểm, không được chơi với người ta rồi. Пока ты был с ними, ты был с Cho nên trong khi mà các bạn đang cùng với nhau ấy, thì bạn là bạn của nhau. Потом как вдруг ты уходишь? Và sau đó bỗng nhiên bạn bắt đầu đi ra chỗ khác. Ты становишься чужой. Thì bắt đầu người ta đối xử với bạn như là một người lạ. Сатанское мышление. Bạn biết không, cái suy nghĩ như vậy là suy nghĩ của tà đạo. Amen. Đó là suy nghĩ của tà đạo. Мы не сектанты. Mà chúng ta thì không phải là tà đạo. Мы верим. Mà chúng ta tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đi những con đường khác nhau. Bạn là cùng tôi không? Chính vì vậy mà Phao-lô nói như thế này. Đừng có phán xét tôi trước kỳ. Bạn biết không, đôi khi chúng ta lấy một cái đoạn trích, gọi là trích trong một cái câu nói nào đó. Kiểu Phao-lô nói rằng là không được theo luật pháp của Môi-se. Đấy, ông ấy chỉ dạy là mỗi lần cần chỉ cần ăn điển thôi. Và như vậy bạn biết không, bắt đầu loan ra. Phao-lô nói rằng các bạn ơi, từ từ đã. Tôi không nói rằng là luật pháp của Môi-se là xấu. Tôi chưa nói đến điều đó. Các bạn thấy đấy. Người ta đôi khi chỉ trích một đoạn dẫn nào đó, một trích thôi, một câu. Và quỷ nó dùng cái đó, nó giống như là một cái lưỡi câu để là câu những cơ đốc nhân. Và nhiều cơ đốc nhân giống như những đứa trẻ. Thứ ba, đừng đoán xét theo bề ngoài. Tôi bắt đầu giải thích cho các bạn đây. Bạn biết đấy, trong số chúng ta đây, chúng ta có những cái gọi là liên quan. Để liên quan, chẳng hạn ví dụ như nói về người phục vụ thì cần phải như thế nào. Я спасся в 90-х годах, в начале 90-х. Tôi được cứu vào đầu những năm 94. И я спасся в такой харизматической среде. Tôi được cứu ở trong một cái hội thánh rất là ân tứ. И вы знаете, у меня был такой стереотип проповедника, стереотип апостола. Và trong tôi thì có một cái gọi là định kiến về một người là sứ đồ, một người là một mục sư thì phải như thế nào. Thực ra cái đó chính tôi tự đưa ra cái khuôn mẫu đó. Đó là một người phục vụ hay là một người sứ đồ là phải là một người có một cái ăn mặc phải rất là chỉnh chu. Rồi có gọi là caravat này, rồi mặc com lê. Rồi bước trên bục giảng. Как будет галстук по-вьетнамски? Карават. Карават. О, как по-немецки прямо. Карават giống tiếng Đức. Тоже похоже. И по-французски тоже. Và tiếng Pháp cũng như вậy. Cũng gọi là карават. Итак, выходит и говорит «Халлелуя!» Và khi ông ấy mà bước ra thì trên bục giảng ông phải nói rất là to «Халлелуя!» Ngợi khen Chúa. Và bạn sẽ bắt đầu há mồm vào. Đấy chính là một mục sư thật thụ, một người lãnh đạo thực sự. Nhưng bạn biết điều gì không? Đó chính là một cái định kiến hay là một cái khuôn mẫu tự mình đưa ra. Bởi vì không phải lúc nào cái người phục vụ Chúa cũng giống như thế. Bạn biết không, ông Giăng Báp-tít ấy, thì ông đã bỏ phá ra tất cả mọi khuôn mẫu. Nói rằng ông ấy, Kinh Thánh nói rằng ông ấy mặc áo da, đúng không ạ? Кушал мёд и кузнечиков. Và ăn thì châu chấu và mật ong. Был такой с волосами такими. Ông ấy chắc là râu tóc thì xồm xoàm. И когда ты смотрел на него? Và khi mà bạn nhìn vào ông ấy, думаешь, что пророк такой? Bạn bảo, ôi tiên tri mà thế? Ну похож на бомжа вообще. Trông giống như là người vô gia cư. Бомж какой-то вообще. Vô gia cư chứ đâu phải là tiên tri. 4 года, когда выбирал пророк
Илия выбирал, извините, Самуил выбирал царя. Bạn có nhớ rằng là Samuel ấy lúc mà lựa chọn vua như thế nào không? Amen. Высокий Аминадав. Ồ, Аминадав cao to. Точно, он. Đúng rồi, đúng một người này là vua của Israel rồi. Và Saul ấy, thì cũng là Saul vẫn là một người rất là to cao. Saul vua thứ nhất đã to cao rồi, vua thứ hai kiểu gì cũng phải to cao. А Бог говорит нет. Và Chúa thì bảo không. Значит это. Thế thì cậu này. Chúa vẫn bảo không. Bởi vì ta không giống như loài người xem. Loài người thì xem bề ngoài, nhưng ta xem ở phía trong lòng. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Давайте мы быстро откроем Иоанна 7 глава 24 стих. Иоанна. Chúng ta sẽ cùng nhau mở sách nhanh sách Giăng. Я скоро буду заканчивать. Иоанна 7:24 написано. Chương 7 câu 24. Amen. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Chương 7 câu 24 nói như thế này. Так. 7:24. Đừng cứ xem bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Не судите. Đừng xét đoán судом таким. Amen. Theo phía bề ngoài. Amen. О, он вот это сделал. О, вот это. Ой, anh ta làm thế kia, anh ta làm thế kia. Послушай, не суди про это. Đừng xét đoán. Amen. Это говорит о твоей духовной зрелости. Cái điều đó nói đến cái sự trưởng thành về tâm linh của các bạn. Последнее, это очень важно. Và điều cuối cùng rất là quan trọng. Amen. Духовная зрелость. Đó, cái sự trưởng thành về tâm linh. Это не бояться говорить истину. Không sợ nói lên lẽ thật. Amen. Даже если ты пострадаешь за то, thậm chí bạn phải thiệt chịu thiệt vì cái lẽ thật. Amen. Библия учит нас, чтобы Kinh Thánh мы dạy chúng ta друг rằng chúng ta cần phải nói với nhau theo lẽ thật. Amen. Видите, иногда, bạn biết không? Đôi khi chúng ta thì nghĩ rằng cái mối quan hệ выше истины, cái mối quan hệ nó lớn hơn là lẽ thật. Amen. Но это не так. Nhưng thực tế không phải như vậy. Истина выше отношений. Mà cái lẽ thật ấy, nó lớn hơn là cái mối quan hệ. Amen. Поэтому, но если мы думаем, nhưng nếu chúng ta nghĩ, что истина ниже отношений, rằng là lẽ thật này nó dưới, нó thấp hơn so với мối quan hệ. Тогда мы вступаем в такую коррупционную связь друг с другом. Thì khi đó ấy, thì các bạn gọi là như là tham nhũng với nhau ấy. Amen. Я сейчас объясню, что я имею. Tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao. Я должен тебе льстить. Tôi có thể tha cho anh. Чтобы иметь у тебя что-то. Để có từ anh một cái gì đấy. Потому что если я тебе буду говорить истину. Bởi vì nếu như mà tôi nói thật với anh. Ты порвешь мои взаимоотношения. Thì anh bắt đầu không chơi với tôi nữa. И я не буду тебе ничего иметь. Và khi không chơi với tôi nữa thì tôi sẽ không có một cái điều gì đấy từ phía từ anh. Поэтому я истину убираю в сторону. Cho nên tôi bắt đầu không nói đến lẽ thật, tôi dọn lẽ thật đi. Я как бы покрываю это любовью. Và có vẻ như tôi sử dụng tình yêu để bao bọc lên cái đó. Потому что однажды ты пригодишься мне. Bởi vì sẽ có một lúc nào đấy đối với tôi sẽ có ích. Вы понимаете, о чем я говорю? Bạn hiểu ý tôi không? Библия говорит. Kinh Thánh nói thế này. Нужно говорить истину. Cần phải nói đối xử với nhau bằng lẽ thật. Amen. Если человек. Nếu như là con người. Amen. Он грешит. Đã phạm tội. Надо назвать грех. Thì tội лỗi thì phải được гоi tên là tội лỗi. Và nếu như anh ấy nói dối. Я говорю это в любви. В любви. Thì chúng ta cần phải nói rằng anh ta nói dối. Và thậm chí chúng ta vẫn yêu anh ấy. Nhưng nếu như anh ấy nói rằng tôi sẽ không chơi với anh nữa. Thì hãy để cho tôi chịu thiệt cũng được. Nhưng tôi sẽ nói thật. Có một cái tấm gương rất là hay như thế này trong Galati chương 2 câu 11 12. Так. Галатам, 2 глава, с 11 стиха. Здесь написано, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию. Nhưng khi Cepha đến thành Antioch, tôi có can ngăn trước mặt người vì là đáng trách lắm. Wow. Смотрите, интересно. Bạn đọc câu này bạn thấy hay không? Это был Петр. Đây là Peter này.
Стол один из столпов церкви. Một trong số những người lãnh đạo lớn nhất hội thánh lúc bây giờ. Который был на горе преображения. Và đấy là con người mà ở trên núi hóa hình cùng với Chúa Giêsu. Который проповедовал в день пятидесятницы. Là cái người mà giảng ở trong ngày lễ Ngũ Tuần. Который первый открыл дверь в языческий мир. Và là cái người đầu tiên mở cánh cửa đối với cả người ngoại. Но Павел. Nhưng mà Phao-lô ấy. Не боится. Không sợ cái điều đó. Говорит ему истину. Ông đã nói thật với cả Фиера. Amen. Давайте дальше посмотрим. Tiếp theo. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, и когда те пришли, стал таиться и устрояться, опасаясь обрезания. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Và khi họ đã đến, thì người đứng lui riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Amen. Давайте посмотрим 14 стих. Câu 14, bạn xem. Когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру: при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì tôi nói với Cepha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Juda mà ăn ở theo cách của người ngoại, không theo thói của người Juda, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Juda? Amen. Смотрите, Петр, Павел не боялся. Bạn Phao-lô không sợ. Он не сказал, а вдруг он Петр больше не будет меня звать проповедовать. Bây giờ bỗng tôi sợ Фиера lại không cho tôi giảng nữa thì sao? А вдруг ко мне изменит отношение? Hay là ông ấy bắt đầu thay đổi cái mối quan hệ của tôi? Павел сказал, нет. Ông Phao-lô nói rằng không, ông không sợ. Я прямо говорю. Và ông, tôi nói thật. Петр, ты не прав. Фиера, anh đã làm không đúng. Петр, ты не прав. Фиера, anh đã làm không đúng. И знаете что? Và bạn biết điều gì không? Когда ты боишься потерять отношения. Khi mà bạn sợ mất mối quan hệ. Когда ты льстишь. Khi mà bạn lừa dối á. Ты потеряешь. Thì bạn sẽ lại mất mối quan hệ Но đấy. Когда ты говоришь истину. Nhưng mà khi mà bạn nói thật. Ты спасешь отношения. Thì bạn lại cứu được cái mối quan hệ đó. Понимаете? Bạn hiểu ạ? Это также. Cũng tương tự như vậy. Личное хождение перед Богом. Cái đó liên quan đến đời sống riêng tư của chúng ta cùng với cả Chúa. Amen. Давайте. Vâng, và bây giờ mời các bạn cùng đứng dậy. Hallelujah.